Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 214. Kiếp trước hạ. Thời gian như mũi tên, mặt trời mọc rồi lặn, hoa nở rồi tàn, giống như mọi việc trên đời đều thay đổi. Thẩm gia ngày càng suy thoái, hoàng hậu càng ngày càng bị lạnh nhạt, giống như một bà lão sắp chết đang dãy rùa. Uyển Du công chúa qua đời trên đường hòa thân thẩm hoàng hậu thất bại hoàn toàn. Dù vẫn đoan trang thục nghi, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra tử khí yếu ớt. Chỉ khi nhìn thấy thái tử, tia sáng yếu ớt như tàn lửa trong đống cho tàn mới xuất hiện, nhưng cũng là chút ánh sáng cuối cùng trước khi tắt. Mi phu nhân mỉm cười nhìn nam tử mặc áo xanh trước mặt, nói, quốc sư, lấy một giọt máu đầu ngón tay của hoàng hậu. Đối với ngài không phải việc khó đúng không? Bùi lang nhìn nữ nhân trước mặt, Nàng quyến rũ như một con mèo trong đêm tối, khôn khéo và mỹ lệ. Bằng không, đế vương cao cao tại thượng, xưa nay chỉ coi trọng lợi ích, sẽ không nâng nàng trong lòng bàn tay. Nàng là một nữ nhân thông minh, biết cách nắm giữ lòng người. Là một lộng quyền giả, nàng cũng không tệ. Lùi một bước để tiến hai bước, không chủ động đòi hỏi danh phận hay kim ngân, nhưng lại khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng hiến. Không chỉ như vậy, còn khiến người khác muốn tranh đoạt. Bên cạnh nàng, thẩm hoàng hậu có vẻ thua kém hơn nhiều. Có lẽ vì thẩm gia là gia tộc trung thành, trong xương của thẩm diệu vẫn còn ba phần nhân hậu, điều đó khiến nàng thua kém mi phu nhân trong các thủ đoạn. Mi phu nhân thấy bùi lang ngẩn ngơ, lại nói, quốc sư. Bùi lang phục hồi tinh thần, suy nghĩ một chút, hỏi, quý phi nương nương muốn máu đầu ngón tay của hoàng hậu làm gì? ngươi không cần biết mi phu nhân cười tươi như hoa dù đã là quý phi cái danh mi phu nhân vẫn nghe quyến rũ và cảm động bây giờ hoàng hậu nương nương đang trong tình thế nào quốc sư cũng rõ ràng nàng chỉ ra ngoài cửa sổ nơi có một cây đằng thảo kẹp giữa hai cây lớn lúc đầu đằng thảo kẹp giữa hai cây sống rất thoải mái nhưng khi lớn lên nó cần tìm chỗ leo lên nó chỉ có thể chọn một trong hai cây nếu chọn cây bị chặt đứt, nó sẽ bị diệt tận gốc. Mi phu nhân cười khanh khách nhìn Bùi Lang, "Quốc sư, ngài cảm thấy cây đằng thảo nên chọn thế nào?" Bùi Lang nhìn một lúc bên ngoài hai cây, quay đầu lại, nói, "Thần hiểu rồi." Mi phu nhân thỏa mãn nở nụ cười. Chờ Bùi Lang đi rồi, cung nữ tới châm trà, nhẹ giọng nói, "Nương nương, quốc sư thật sự sẽ lấy máu hoàng hậu sao?" Quốc sư cùng hoàng hậu có vẻ cũng không tệ. Quốc sư là người thông minh, mi phu nhân nâng chén trà nhấp một miếng, cười nói, nếu không, lúc công chúa hòa thân, hắn đã không khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, hắn có tâm tư không thể nói ra. Hắn lý trí đến không cho phép mình sai lầm, tự nhiên muốn nhổ cỏ tận gốc. Ta giúp hắn, hắn còn cảm ơn không kịp. Cùng nữ gật gù, lại nói, hòa thượng kia nói, có thể mượn mệnh cách của hoàng hậu cho nương nương, là thật sao? Dù thật hay không, ta đều sẽ ngồi vào vị trí lục cung chi chủ, mi phu nhân trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, lấy vận may của nàng cho ta, chờ hoàng nhi của ta ngồi vững, ta sẽ tử bi, cho mẹ con họ ba người thiêu tiền giấy. Cung nữ thưa dạ, không dám nói thêm. Thẩm diệu bệnh nặng. Phó Minh vừa thăm nàng, trò chuyện một lúc, thẩm diệu muốn hỏi về tình hình thẩm phủ mới bước ra cửa, liền gặp Bùi Lang. Bùi Lang chào, Thẩm Diệu lạnh nhạt đáp lại. "Uyển Du hòa thân." Thái độ lãnh đạm của Bùi Lang khiến Thẩm Diệu cảm thấy lạnh lẽo. Mặc dù có nhiều năm giao tình, nhưng với nàng, Bùi Lang cũng chỉ là người làm tổn thương. Nghe nói hoàng hậu nương nương bệnh, đây là thuốc giúp nương nương hồi phục, Bùi Lang đưa lên một cháp. Thẩm Diệu liếc mắt nhìn, mở cháp, thấy một cây dược thảo quen thuộc lấy ra xem, đầu ngón tay đột nhiên đau xót, máu chảy xuống. Bạch Lộ kinh ngạc thốt lên, muốn băng bó. Bùi Lang bình tĩnh nhìn chằm chằm đầu ngón tay của nàng, thẫn thờ nói, đây là hồng tụ thảo, rất hữu dụng. Thẩm Diệu khẽ cười, ném cây dược thảo vào cháp, đóng lại và trả lại cho Bùi Lang, lạnh nhạt nói, không cần, bản cung từng có một cây dược thảo như thế này, nhưng cuối cùng nó đã khô héo. Hơn nữa Cây dược thảo của bản cung không có gai. Nếu không muốn tặng lễ thì đừng đưa, tặng thứ khiến người chán ghét. Quốc sư đồ vật, bản cung thật sự không thể nhận nổi. Cầm về đi." Nói xong, nàng không thèm nhìn Bùi Lang thêm một lần, quay người rời đi. Bùi Lang nắm chặt cháp trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng thầm diệu. Thân thể nàng càng ngày càng yếu, mỗi bước đi đều khiến nàng dừng lại thở một lúc nhưng bùi lang nhìn cháp trong tay con người lúc nào cũng phải đưa ra lựa chọn dù ban đầu hắn thanh liêm nhưng trong triều đình làm sao có thể giữ sạch sẽ mãi ngồi càng cao càng bất đắc dĩ hắn cũng không có lựa chọn nào khác lợi ích và tổn hại rõ ràng một bên sẽ bị chém đứt bên kia sẽ độc chiếm toàn bộ thổ địa hắn còn phải bảo vệ gia đình vì thế dù giao tình hay bí ẩn tâm tư đều phải đặt xuống Mi phu nhân muốn máu đầu ngón tay của hoàng hậu để làm gì, chắc chắn không phải việc tốt, nhưng hắn vẫn phải làm theo. Hắn trợ trụ sáu ngược, là chó cắn áo rách. Hắn quay người hướng về hướng khác, đạo bất đồng bất tương sáu mưu. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, nhìn cây thảo cố gắng sinh trưởng trong thâm cung ngã vào lầy lội. Cơn đại hỏa đốt suốt ba ngày ba đêm toàn bộ cung điện chỉ có lãnh cung bị thiêu thành cho bụi. Thảm thiết, đẫm máu và nước mắt, lời nguyền rủa trước khi chết, đều theo ngọn lửa tan thành mây khói, để lại chỉ là cho tàn và lời đồn đại. Minh Tề Thẩm Hoàng Hậu qua đời Sau khi Thẩm Gia bị chém đầu vì phản quốc, Thái tử bị phế và tự sát, Mi Phu Nhân lên ngôi Hoàng Hậu, Phó Thịnh trở thành tân Thái tử. Lãnh cung vào đêm đột nhiên bốc cháy, đốt cháy thẩm hoàng hậu thành cho. Đây thực sự là câu chuyện làm người ta thổn thức. Minh Tề đế vương nhân từ, nể tình phu thê, không giết Thẩm hoàng hậu vì tội phản quốc của Thẩm gia, chỉ đày nàng vào lãnh cung. Nhưng nàng số phận vô phúc, vẫn chết trong cơn đại hỏa. Lịch sử do người thắng viết, hậu cung cũng vậy. Một khi triều đại thay đổi, dấu vết của Thẩm hoàng hậu bị che lấp sạch sẽ. Nàng không có di vật, tất cả bị thiêu hủy trong ngọn lửa thẩm ra không còn ai thật sự là tử tang tộc vong tân thái tử mẫu hậu lý hoàng hậu thay đổi từ nhu mì quyến rũ thành mạnh mẽ toàn tâm nâng đỡ huynh đệ khiến phó tu nghi ngoan ngoãn triều đình như bị nàng nắm giữ ngược lại có chút ngoại thích chuyên quyền triều thần phát hiện điều không đúng muốn nhắc nhở hoàng đế nhưng chưa kịp làm đã bị biếm trích hoặc lưu vong bùi lang mắt lạnh nhìn tất cả lòng đầy uể oải thẩm diệu chết chưa đầy nửa năm, minh tề gần như điên đảo. Mi phu nhân tỷ đệ rất có cổ tay, minh tề giang sơn tương lai khó nói có rơi vào tay nàng không. Bùi lang cố gắng nhắc nhở phó tu nghi, nhưng không có kết quả, đành mặc kệ, thậm chí có chút đáng đời. Lòng người dễ sinh biến, minh quân có thể thành hôn quân, trung thần cũng có thể sinh dị tâm. Bùi lang mỗi đêm ngủ, đều bị đôi mắt trong mộng thức tỉnh. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, không có nước mắt, nhưng làm lòng hắn nặng trĩu. Đó là mắt của Thẩm Diệu. Bùi Lang từng nghĩ, hắn làm đúng, thuận theo chiều hướng phát triển, xu lợi tránh hại, đây là bản năng, cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng thời gian trôi qua, càng không thể tự lừa dối. Đó không phải là chiều hướng phát triển, hắn không muốn Thẩm Diệu chết. Là từ khi nào hắn bắt đầu có cảm tình khác với Thẩm Diệu? bùi lang không biết hắn là tiên sinh của nàng ở quảng văn đường nhìn thầm diệu từ cô gái kiêu ngạo cái gì cũng không biết nhất định phải gả cho phó tu nghi đến khi nàng vào định vương phủ học tập những thứ không thích trở thành vương phi rồi hoàng hậu cuối cùng thành phế hậu nàng có chút ngu ngốc không thể coi là thông minh học chậm nhưng có cố chấp đáng sợ trong hậu cung lại thừa nhân hậu vì một người trả giá bùi lang đôi lúc thấy nàng buồn cười đôi lúc lại hâm mộ phó tu nghi. Cuối cùng, hắn không tự chủ được quan tâm nàng. Hắn không ý thức được, nhưng luôn đặc biệt kiên trì khi dạy nàng. Nhưng Bùi Lang là người thông minh, không cho phép mình sai lầm. Khi nhận ra tâm tư kỳ lạ, hắn quyết ngăn cản sai lầm. Thẩm Diệu đi Tần Quốc làm chất tử là do hắn đề nghị. Nhưng 5 năm, năm sau, Thẩm Diệu trở về, tâm tư khác không thay đổi hắn mắt lạnh nhìn thầm diệu trong hậu cung đấu với mi phu nhân, bị thương tích khắp người, ánh mắt ngày càng ảm đạm, biểu hiện tiều tụy. Cuối cùng, khi phó tu nghi hỏi làm sao đối phó thẩm gia, hắn không do dự nói bốn chữ. Nhổ cỏ tận gốc. Chém chính là cỏ trong lòng hắn, trừ chính là oán trong lòng hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi phó tu nghi ra lệnh nhổ cỏ tận gốc, hắn còn đưa cả phó minh vào danh sách đó. Hồ Dữ còn không ăn thịt con, nhưng Phó Tu Nghi lại có thể xuống tay với chính cốt nhục của mình. Uyển Du còn có thể viện cớ là tai nạn dọc đường, nhưng cái chết của Phó Minh chỉ có thể là do chính Phó Tu Nghi ra lệnh. Bùi Lang nhớ đến ánh mắt thẩm diệu khi biết tin Phó Minh qua đời. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, mở to không có nước mắt, nhưng đầy sự thê lương, khiến người ta không đành lòng nhìn. Cơn đại hòa đốt suốt ba ngày ba đêm, nhưng nó đã thiêu đốt hối hận trong lòng bùi lang dần dần trỗi dậy. Hắn đi tìm chủ trì chùa phổ đà, hỏi cách nào tiêu trừ nghiệp chướng trong lòng. Chủ trì là một lão tăng, nhìn hắn lắc đầu, tâm bệnh cần tâm dược để chữa. Trên đời có thuốc chữa hối hận không? Bùi lang cầu xin cao tăng chỉ điểm, tăng nhân nói, thí chủ tần mộng cố nhân, vì còn nợ người ấy. Nàng trong mộng tiêu tan không đi, bởi vì có oán khí chưa giải không cách nào vãng sinh cũng không được giải thoát bùi lang hoảng sợ hỏi có cách nào giải quyết tăng nhân hỏi lại đem sai lầm trong quá khứ bình định cầu một cơ hội làm lại nếu cần thí chủ hy sinh mạng sống thí chủ cũng nguyện ý bùi lang nói nguyện ý tăng nhân nói thí chủ trở về đi thôi vì sao phải trở lại bùi lang không rõ thí chủ nguyện ý trả giá bằng mạng sống nhưng cơ hội đó cần chờ đợi cơ hội đó là gì bùi lang hỏi thí chủ còn nợ người ấy còn có tâm nguyện chưa xong chờ cố nhân giải quyết xong tâm nguyện thí chủ hy sinh mạng sống có lẽ sẽ có cơ hội sống tăng nhân nói một tiếng a di đà phật rồi nói thêm đến đây là hết lời nhiều hơn nữa bẩn tăng không thể nói bùi lang từ tạ tăng nhân trở lại cung tâm nguyện của thẩm diệu chưa xong là gì thẩm diệu một đời thê thảm cô độc tử tang tộc vong nàng muốn thấy có lẽ là kẻ thù xuống địa mục thẩm ra được thanh minh có cơ hội làm lại nhưng phải chờ chờ hay không chờ chờ bùi lang quyết định cuộc đời này thật dài dài đến mức hắn nguyện dùng mạng sống để cứu vãn sai lầm đông qua xuân tới chim nhạn đến rồi lại đi khi một vương triều đến hồi suy tàn khí suy bại sẽ bao phủ minh tề đã không còn như trước siêu cao thuế nặng lao dịch khổ cực dân chúng lầm than quan tham cấu kết làm việc xấu triều đình hỗn loạn đế vương ngu ngốc thái tử ngày ngày kết bè kết cánh mong sớm đăng cơ làm tân đế quân quyền tập trung nhưng minh tề đã là một miếng mỡ ai cũng muốn sâu xé xa xôi đại lương tấn công tần quốc rốt cục đối với Minh Tề phát động thế tiến công. Như bẻ cành khô, thắng lợi đến dễ dàng, quân tiến tới cửa thành Định Kinh. Quân lính đóng trại, trong thành Định Kinh người người tự nguy, dân chúng đóng chặt cửa, khí vong quốc tràn ngập. Trong doanh trại, có người ngồi lau chùi trường kiếm. Minh Tề sắp đến hồi kết, Bạch Y công tử lắc quạt bước vào, thanh âm không chút cảm xúc, nghe nói tối nay trong cung đang thanh lý thanh lý cung nữ, phi tần, cung nữ, thậm chí hoàng gia công chúa. Thà chết trước còn hơn bị sỉ nhục để bảo toàn danh dự. Thật sự là bảo toàn danh dự sao? Bao nhiêu người trong số đó thật sự muốn chết? Người lao kiếm dừng tay, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ. Hắn có đôi mắt ôn nhu như hoa đào, nhưng ánh mắt lãnh mạc. Hắn hỏi, thẩm hoàng hậu thi thể tìm được chưa? Quý vũ thư đẩy cửa bước vào, nghe vậy liền lên tiếng, nghe nói không có, lãnh cung bị thiêu rụi, ngay cả quần áo cũng không còn. Cao Dương cười nhạo, phó tu nghi thật sợ lời đồn, xử lý gọn gàng. Thẩm ra thật đáng tiếc, quý vũ thư thở dài, nếu còn thẩm ra, hắn đâu đến nỗi rơi vào cảnh này. Tạ cảnh hành lạnh nhạt, tự chịu diệt vong thôi. Hắn liếc nhìn dây đỏ trong tay. Dây đỏ đã phai màu, nhưng vẫn vững chắc hắn đã trải qua nhiều trận chiến dây đỏ này chưa từng tháo ra nhớ lại đêm ấy nữ tử với chén rượu trong tay tạ cảnh hành lắc đầu lời hứa trung quy phải phụ lòng ai ngờ vài năm ngắn ngủi minh tề giang sơn đã nhanh chóng suy tàn như vậy không có đại lương cũng chẳng kéo dài được hắn chiến thắng trở về dự định trả lại tâm nguyện đền đáp một lần khói hoa nhưng người đã đi Đời này không còn cơ hội Hắn nói, sáng sớm mai, công thành Cờ xí đại lương tung bay, tháng sáu thay đổi trong nháy mắt Mây đen ép xuống, cuồng phong gào thét Như sau một khắc sẽ mưa rào tầm tã Trong cung đã không còn ai, đâu đâu cũng có thi thể Có người thắt cổ tự tử, có người bị binh lính đại lương chém giết Máu chảy khắp nơi, thi thể nằm la liệt Bùi Lang ngồi trong điện trà, chậm rãi châm trà cho mình. Hắn thong thả, không vội vàng, hương trà nhẹ nhàng bay lên, lan tỏa trong không khí như tiếng thì thầm của mỹ nhân, khiến lòng người mê mẩn. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày thầm rượu qua đời, trời cũng âm u như vậy, đột nhiên mưa to xối xả. Hắn đã chờ đợi ngày này từ lâu, rốt cục cũng đã đến. Đại lương quân đội đã tiến vào, Khí số minh tề đã tận. Phó Tu Nghi và Mi Phu Nhân sắp phải trả giá cho hành động của mình, tâm nguyện của Thẩm Diệu có lẽ cũng được hoàn thành. Hắn đã phạm sai lầm, nhưng cuối cùng cũng có cơ hội quay đầu lại. Hắn rót vào bình nhỏ một ít thuốc độc, rồi đổ vào bầu rượu, chấm cho mình một chén đầy. "Tâm nguyện của ngươi sắp hoàn thành." hắn nghĩ. "Đáng tiếc, người giải quyết tâm nguyện đó không phải là ta." Trên thành lầu đại quân đã áp sát. Đế hậu bị trói chặt vào cột cờ, không còn đường lui. Mọi người có tư tâm, vì mạng sống của mình có thể hủy hoại mạng sống của người khác. Đây là hành động mà mi Phu Nhân và Phó Tu Nghi thường làm, nhưng giờ đây, họ cũng phải nếm trải cảm giác đó. Thần tử Minh Tề trói đế hậu, hướng đại lương đầu hàng. Họ dùng đầu lâu của đế hậu để cầu xin một con đường sống. Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy. mi phu nhân dù có được sủng ái đến đâu, vào lúc này cũng không thể xoay chuyển tình thế. Ngay cả tân thái tử phó thịnh cũng đã bị chém đầu bởi những kẻ phản bội, trước tiên dâng lên đại lương tướng quân để xin ân huệ. Dưới thành lầu, nam nhân trên cao mã lười biếng nheo mắt. Mây đen đã tan, ánh nắng vàng rực rỡ tràn ngập toàn bộ thành trì. Hắn mặc áo bào hoa lệ, nhung trang nhiễm máu tươi, vẫn quý khí không dính một hạt bụi, trời sinh uy nghi. So với đế vương bị trói trên lầu, hắn như một vị anh hùng. Tạ cảnh hành, phó tu nghi cắn răng nói. Lâm An hầu phủ thế tử, con trai tạ đỉnh, không ai ngờ thiếu niên chết trận xa trường năm xưa lại xuất hiện trước mắt mọi người với tư cách này. Hắn là em trai vĩnh lạc đế của đại lương, duệ thân vương kim tôn ngọc quý, cũng là thiếu soái đại lương, điều khiển mặc vũ quân khiến người nghe đã sợ mất mật. Đã lâu không gặp, phó gia tiểu nhi, tạ cảnh hành chào hỏi. Ai cũng biết vĩnh lạc đế bảo đệ phong quang, chinh chiến khắp nơi, là nhân vật anh hùng. Nhưng trước đây hắn chỉ là lâm an hầu phủ thế tử. Mi phu nhân nhìn trầm chầm, chầm vào nam nhân kia, ánh mắt đầy sự dịu dàng cảm động. Tạ cảnh hành co mày, hỏi quý vũ thư, thẩm diệu bại dưới tay nữ nhân này sao? quý vũ thư đáp không sai rồi bổ sung nhìn cũng chỉ bình thường thực sự không hiểu minh tề hoàng đế có phải mất bị mù cả hai nói chuyện không che giấu đại lương quân đội cười vang mi phu nhân oán hận đỏ mặt phó tu nghi cũng giận dữ nhìn tạ cảnh hành trầm giọng nói muốn giết thì giết cần gì nói nhiều đến giờ còn tỏ vẻ anh hùng quý vũ thư khinh thường tam ca Minh tề hoàng đế này nóng lòng muốn chết. Tạ cảnh hành lười biếng cười, bản vương vốn không muốn giết ngươi, không muốn tự tay động thủ. Nhưng bản vương nợ ngươi tiểu hoàng hậu một tâm nguyện, kết cục này là ngươi nhiều năm trước chuẩn bị cho bản vương, nên về công về tư, đều phải trả lại. Hắn mở tay, Cao Dương đưa trường cung và ngân tiễn. Tạ cảnh hành Dương cung, chỉ nghe xèo một tiếng. Mỹ phu nhân chúng tên, máu chảy không ngừng nhìn mà kinh hãi. Mi phu nhân đau đớn, phó tu nghi bình tĩnh cũng biến sắc. Chuyện đáng sợ nhất không phải là chết, mà là chờ chết. Tạ cảnh hành mỉm cười, lại dương cung, cao dương đưa lên hai mũi tên. Hắn dương cung, thổi một tiếng huyết sáo. Đại lương đại quân cùng dương cung, cài tên nhắm thẳng vào hai người trên thành lầu. Gió thổi phất phới cờ xí, như ác quỷ khóc than mây đen tan, ánh nắng rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi. Tạ cảnh hành nhìn hai người hoảng sợ, cao giọng cười, xin lỗi hoàng đế tiểu nhi, nhận lệnh một cô nương, lấy mạng ngươi. Mũi tên bắn ra, hàng nghìn mũi tên như thú giữ ra khỏi hang, che lấp cả trời, nuốt chừng hai người. Trong hoàng cung, nam tử thanh sam đã ngã xuống trước bàn, như đang ngủ. Bên chân, một chiếc đèn lồng nghiêng, ngọn nến đổ xuống, chỉ trong chốc lát, lửa bùng lên, lan tràn khắp nơi, thiêu dụi hoàng cung, biến thành một mảnh màu đỏ thẫm. Tam ca, hoàng cung cháy rồi, quý vũ thư kinh ngạc. Phái người cứu lửa chứ? Không cần, tạ cảnh hành ngăn cản. Hoàng cung minh tề không sạch sẽ, đốt cũng tốt. Hắn nhíu mày, lửa ban ngày, ta cuối cùng không thất hứa. Ý gì? Quý vũ thư không hiểu, tạ cảnh hành nhìn bầu trời nhuộm đỏ ánh trăng sáng nhớ lại bóng người cô độc uống rượu hoàng triều phụ ngươi ta thay ngươi hủy hoàng triều này hắn thấp giọng nói đó có lẽ là tâm nguyện của ngươi dây đỏ vẫn thắt chặt trên tay hắn nhưng đột nhiên tuột ra rơi vào đống cho tàn hóa thành bụi không ai nghe thấy trong cho tàn có tiếng thở dài của nữ tử nguyên lai đây là kiếp đây là duyên ánh mắt thấy, có thể không phải sự thật. Lỗ tai nghe, cũng có thể không phải sự thật. Trước sau hai đời, hắn đứng trên đỉnh cao, chỉ có đến gần mới hiểu hắn là ai. Hắn bất cần đời nhưng chân thành, đầy toan tính nhưng nghĩa khí. Vì một chén rượu mà sách ngàn quân, vì người xa lạ mà nói một câu xin lỗi hoàng đế, nhận lệnh cô nương, lấy mạng ngươi. Hắn sống nặng nề nhất nhưng tiêu sái nhất, tối tăm nhất nhưng chân thật nhất từ đê hèn đến vô hạn vinh quang, bể nghệ nhân thế, mắt lạnh tranh chấp, cuối cùng không nhanh không chậm, đem ánh sáng nắm trong tay. Đó là điều nàng hỏi, nàng hỏi, chỉ có hắn có thể giải. Trời mưa rồi, cao dương thu quạt, thời tiết mùa hè thật kỳ quái. Tạ cảnh hành dương môi cười, vào thành. Làm gì? Phúc Hoàng Quyền. 215. Tỉnh lại thẩm diệu có một giấc mộng rất dài, tựa như kéo dài qua cả một kiếp người. Trong mộng, nàng như một người ngoài cuộc, đứng nhìn từ lúc mình là đứa trẻ sơ sinh tập nói, lớn lên thành cô bé nhảy nhót, rồi trở thành thiếu nữ hiểu điệu, phụ nhân thanh xuân, cao cao tại thượng lục cung chi chủ trong cung, cuối cùng trở thành phế hậu trong lãnh cung, hóa thành cho tàn trong lửa lớn rừng rực. Nàng nhìn thấy mình yêu phó tu nghi, cầu xin thẩm tín gả mình cho phó tu nghi nàng ngồi một bên cố gắng ngăn cản hành động ngu ngốc đó nhưng vô ích không ai có thể nghe thấy nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ tái diễn lần nữa từ góc độ người ngoài nhìn lại nàng thấy mình ngu xuẩn thế nào thẩm diệu lần này mới thấu hiểu đáng sợ nhất chính là lại lần nữa trải nghiệm những nỗi đau tan nát cõi lòng thời thiếu nữ của nàng kết thúc khi gả cho phó tu nghi những tháng ngày vô tư ấy dù bị gọi là ngu ngốc nhưng vẫn là tự do và hạnh phúc nhưng khi nàng trở thành định vương phi lại bị ép cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực ngay cả đôi nhi nữ của nàng cũng không thoát khỏi những người bên cạnh từng người rời đi thẩm ra đại phòng dần dần suy tàn phồn thịnh như hoa nở rộ trong xuân rồi đến mùa thu hoa tàn lá rụng càng khiến người ta thấy vắng lặng trong bóng tối ấy hầu như không còn chút ánh sáng nhưng vẫn có những điều nàng quên lãng những thứ như những vì sao trong đêm đen bị những thứ khác che khuất trở nên mờ ảo thỉnh thoảng phát hiện lại vẫn sáng rực như trước như là trong sân nhà mình vô tình phát hiện cho tàn yên lặng mang theo một chút sáng sủa làm cho bóng đêm trở nên sinh động nàng nhìn thấy tạ cảnh hành không phải thiếu niên bất hảo không phải anh hùng chết trận hắn kiêu ngạo lộ liễu như một nhân vật trong đời sống bình thường cưỡi cao mã mang theo trường cung trong lời nói đùa cợt, lật đổ một hoàng chiều. Hắn trong ánh trăng sáng uống chén rượu thực tiễn nàng tặng, giữa mây đen nặng nề, trả lại cho nàng một tâm nguyện cuối cùng mà nàng không thể hoàn thành. Họ cùng nhau xem một trận khói lửa giữa ban ngày, như chưa từng mất đi ước hẹn đêm giao thừa. Rõ ràng chỉ là quan hệ bèo nước gặp nhau, lại trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Bởi vì hắn mà tâm nguyện của nàng được hoàn thành, bởi vì hắn mà nàng có thể sống lại. Chỉ là duyên phận đời đó quá ngắn ngủi, đẹp đẽ như vậy, khiến lòng người chờ mong duyên phận, nhưng lại bị vận mệnh đùa cợt mà ép bỏ dở. Khiến người tiếc nuối, nên mới có cơ hội đời này, để duyên phận ngắn ngủi kia có thể kéo dài. Hết thảy những nghi vấn chưa mở miệng đều không cần lối ra, rất nhiều chuyện trong khoảnh khắc ấy đều tan thành mây khói, bao gồm nghi vấn, bao gồm giải đáp. Quá khứ pháp duyên đúc nên kết quả tương lai. Thẩm Diệu chậm rãi mở mắt ra. Ánh sáng chiếu tới là trời quang sau mưa, một góc màn treo tinh xảo túi thơm, khoảng chừng là để hòa tan mùi thuốc đắng. Hương thơm và mùi thuốc hòa quyện, càng ngày càng tỏa ra ý vị sâu xa. Thẩm Diệu dương mắt nhìn người bên cạnh. Nam nhân trẻ tuổi ngã vào giường đầu, một tay nắm chặt tay nàng. Hắn nhắm hai mắt, cầm lấm tấm râu xanh không rõ ràng lắm nhưng khác hẳn dáng vẻ thường ngày sống trong nhung lụa bàn tay hắn xương xẩu thon dài mà ấm áp vừa vặn bao trọn tay nàng thẩm diệu chỉ nhẹ nhàng giật giật tạ cảnh hành liền tỉnh lại thấy nàng mở tròn mắt tạ cảnh hành sững người một chút tựa hồ còn chưa phản ứng lại dừng một lúc mới bỗng nhiên nói ngươi tỉnh rồi thẩm diệu gật đầu có thấy chỗ nào không khỏe không Tạ Cảnh Hành vội hỏi, "Để Cao Dương vào kiểm tra ngươi nhé?" Bình thường hắn luôn có vẻ nhàn nhạt, nhạt, mọi chuyện đều không để trong lòng, nhưng lúc này lại hiện ra vẻ lo lắng hiếm thấy. Thẩm Diệu nói, "Không cần, ta rất khỏe." Rồi hỏi thêm, "Bùi tiên sinh thế nào rồi?" Mặt Tạ Cảnh Hành lập tức đen lại. Thẩm Diệu thấy hắn biến sắc mặt, ngẩn người, lập tức hiểu ra. Cũng không biết giải thích thế nào, Bùi Lang khó ưa sao? tự nhiên là khó ưa. Kiếp trước, hắn lấy máu đầu ngón tay nàng cho mi phu nhân, dù không biết cái gọi là đổi mệnh cách có thật hay không, nhưng chắc chắn có ý định giúp kẻ ác. Câu nói nhổ cỏ tận gốc của hắn với phó tu nghi cũng gián tiếp dẫn đến kết cục bi thảm của phó minh. Thẩm diệu đối với bùi lang có cảm giác rất phức tạp, bản thân nàng còn có thể bỏ qua, nhưng việc liên quan đến phó minh, nàng không thể tha thứ cho bùi lang. Nhưng cuối cùng, Bùi Lang đã dùng tính mạng đổi lấy cho nàng một cơ hội làm lại. Không rõ là cảm giác gì, con người không thể chỉ đơn thuần cảm kích hoặc căm hận một ai đó, có thể làm chỉ là phân rõ quan hệ. Thẩm Diệu không muốn cùng Bùi Lang lại dính dáng vào mắc nợ và bị mắc nợ. Kiếp trước đã kết thúc, đời này nàng không muốn nợ Bùi Lang gì thêm, cũng không muốn Bùi Lang nợ nàng. Nàng nhớ rất rõ, đứa bé kia khi đến ám sát, chính Bùi Lang đã cản nhát giao chí mạng nếu bùi lang chết vì nàng thì dù hai đời liên lụy cũng không thể sạch nở nhìn biểu hiện của tạ cảnh hành thẩm diệu hiểu hắn đã hiểu lầm tạ cảnh hành vì chuyện này mà tức giận thẩm diệu không khỏi thấy giống như con sói con được la tùy nuôi dưỡng trong la gia quân nàng vội vàng xoa dịu nói hắn đã cứu mạng ta ân nhân cứu mạng dù là ai cũng không thể quên phần ân tình này tạ cảnh hành lúc này mới dịu đi chút nói Cao Dương đã xem qua, đêm qua tỉnh một hồi, đúng là mạng lớn. Lại nhìn Thẩm Diệu một chút, nhưng ngươi sao lại bất tỉnh lâu như vậy, nếu không tỉnh lại, ta đã định chém đầu đạo sĩ kia rồi. Đạo sĩ? Thẩm Diệu ngạc nhiên, ngươi nói xích diệm đạo trưởng? Đạo trưởng cái gì, chỉ là kẻ kiếm tiền lừa gạt thôi. Tạ Cảnh Hành khinh thường nói, hắn sáng nay đã rời phủ, lúc đi còn cầm theo một cái bình hoa tốt nhất trong sảnh làm tạ lễ đạo sĩ cả ngày chỉ biết kiếm tiền, làm gì có cao nhân. Thẩm Diệu nghe xong, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Giấc mơ dài kia giải thích nhiều điều, dù không chắc chắn là thật, nhưng không biết vì sao, Thẩm Diệu cảm thấy mọi thứ trong mơ chính là kiếp trước hoàn chỉnh cố sự. Đạo sĩ kia thực sự là nàng từng gặp trên đường từ Tần Quốc về Minh Tề, tưởng là dân chạy nạn hóa trang, đưa cho hắn một chén nước, không ngờ lại dính vào nhiều chuyện như vậy nếu kiếp trước nàng thực sự nghe lời đạo sĩ kia, không bước lên con đường trở lại định kinh, có lẽ đã không có những thảm sự sau đó. Nhưng nếu trùng lại lần nữa, biết rõ đó là con đường không trở lại, nàng vẫn không có lựa chọn khác, vì đôi nhi nữ của nàng đều ở trong thâm cung kia. Đạo sĩ kia quả là một đoạn duyên phận. Thẩm Diệu nhớ rất rõ. Trong mơ, thi thể nàng bị phó tu nghi sai người đốt thành cho tàn, không để lại gì nhưng oán khí quá nặng không chịu tiêu tan. Mi phu nhân sai người làm phép, nàng không được đầu thai, nhưng linh hồn bị cầm cố trong cung ngày càng yếu đi. duy chỉ có tạ cảnh hành đeo dây đỏ giúp nàng tránh được chút khổ sở, oán hồn nàng ngơ ngác chú ngụ trong dây đỏ nơi cổ tay tạ cảnh hành sống qua ngày. mãi đến ngày thành phá, nàng thấy phó thịnh chết dưới tay tạ cảnh hành, thấy mi phu nhân và phó tu nghi bị trói trên thành lầu bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, thấy cung điện nàng hận đời hóa thành cho tàn, lòng chưa xong nguyện vọng cuối cùng cũng an bình. Dây đỏ đứt đoạn, nàng có thể buông xuống. Thời gian đảo ngược, bùi lang đổi lấy mạng sống, nàng có cuộc sống mới. Tạ cảnh hành thấy thẩm diệu im lặng, cau mày hỏi, ngươi làm sao thế? Thẩm diệu tỉnh lại, nhìn hắn không nói lời nào. Nàng có chút kích động, kiếp trước không gặp nhau, Kiếp này lại bị vận mệnh cuốn lấy, không thể dứt ra. Hóa ra kiếp trước đã có liên lụy. Tạ Cảnh Hành nợ nàng một tâm nguyện, chỉ là một câu nói đùa, không ngờ hắn giữ lời, tự tay giúp nàng báo thù. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Tạ Cảnh Hành, ngươi có tâm nguyện gì không?" Tạ Cảnh Hành liếc nàng một chút, "Làm sao? Ngươi muốn thay ta hoàn thành. Ta có thể đưa ngươi một tâm nguyện." Nàng nghiêm túc nói, phàm là ta có thể hoàn thành ta nhất định sẽ dốc toàn lực vẻ mặt nàng quá đỗi trịnh trọng làm tạ cảnh hành ngạc nhiên chốc lát hắn cười nhẹ tự tiếu phi tiếu nói được thôi hắn ghé sát tai nàng thấp giọng nói tâm nguyện của ta người nhất định có thể làm được thẩm diệu hỏi là gì nàng sinh cho ta một đứa bé đi hắn nhẹ nhàng nói thẩm diệu bình tĩnh nhìn hắn một lúc Tạ cảnh hành sờ sờ mũi, đang định mở miệng, thì nghe thẩm diệu đáp, được thôi. Tạ cảnh hành ngẩn ra. Thẩm diệu nhìn hắn, khóe môi nàng ngậm một chút ý cười, không giống ngày thường, không phải kiểu nội dung chính hay có chút rụt rè, mà là nụ cười từ phế phủ, như thể thật sự thấy vui vẻ, thoải mái. Thậm chí còn có mấy phần ôn nhu. Tạ cảnh hành theo bản năng đưa tay sờ chán nàng, nói, ngươi quả nhiên còn chưa khỏi bệnh thẩm diệu đẩy tay hắn ra, nói, tạ cảnh hành, sinh nhật ta hôm đó ngươi bị dọa sợ phải không? Tạ cảnh hành buông tay ra, thấy ánh mắt nàng yên tĩnh, không có gì bất thường, mới yên tâm chút, theo lời nàng hỏi ngược lại, ngươi nghĩ vậy sao? Ta còn tưởng, hắn không nói tiếp, đến giờ nhớ lại cảnh đó, tạ cảnh hành vẫn không khỏi dùng mình. Thẩm Diệu nằm trong vũng máu, không có cảm giác, như thể không bao giờ tỉnh lại khiến hắn kinh hoàng. Hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, kể cả khi bị ám hại trên chiến trường Bắc Cương, sinh tử không rõ cũng không khiến hắn kinh hoàng như thế. Hắn cũng có những điều sợ hãi, cũng có những người sợ mất đi, cũng có những mối đe dọa. Và ba điều đó đều hội tụ ở người trước mặt. "Ta xin lỗi ngươi." Thẩm Diệu nói, "Sinh nhật ngươi đã qua lâu rồi, hôm nay coi như bù đắp cho ngươi được không?" Tạ cảnh hành không hiểu nhìn nàng, nói, chân thành ghi nhận. Nhưng người thân thể còn chưa khỏi, đừng dằn vặt. Vốn là da thịt tổn thương mà thôi. Thẩm diệu chủ động nói, chúng ta ra ngoài đi. Hôm nay thẩm diệu tỉnh lại có chút khác thường. Thứ nhất là nàng không phải người ham chơi, thứ hai nàng có vẻ hồn nhiên hơn trước nhiều. Thẩm diệu trước kia có chút tự ti, tuy rằng không rõ vì sao luôn giữ khoảng cách, nhưng nàng là người rất tự trọng bằng không đã không chiến tranh lạnh với Tạ Cảnh Hành lâu như vậy. Hôm nay chủ động gần gũi, khiến Tạ Cảnh Hành bất ngờ vô cùng. Hắn híp mắt hỏi, "Ngươi có phải làm chuyện gì có lỗi với ta không?" Ưm, um. Thẩm Diệu nghiêm túc gật đầu. "Có liên quan đến Bùi Lang không?" Tạ Cảnh Hành lạnh mặt. Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, cảm thấy Tạ Cảnh Hành thật cố chấp, suy nghĩ mãi không dứt. Nàng trở lại vẻ bình thường, hỏi ngươi có đi hay không nàng thay đổi thái độ đột ngột tạ cảnh hành còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy phía sau có tiếng nói đi thôi cao dương bước vào nhìn thầm rượu nói nghe nói ngươi tỉnh rồi liền đến xem một chút vết thương chỉ là da thịt tổn thương không có gì nghiêm trọng rồi hướng tạ cảnh hành nói ngươi cũng ra ngoài vận động một chút mấy ngày nay ở trong phòng không có ra ngoài hít thở không khí thời tiết tốt trở về đừng quá muộn là được nói rồi nhắc y hòm rời đi tạ cảnh hành và thẩm diệu nhìn nhau im lặng một lúc sau tạ cảnh hành cười hỏi ngươi muốn đi đâu chơi từ lúc đến lũng nghiệp vẫn chưa ra ngoài đi dạo thẩm diệu nói ta không quen thuộc nơi này ngươi cùng ta đi một chút nói cho ta về nơi đây bỗng nàng nhớ ra điều gì nói đúng rồi hôm đó ta ở bích tiêu lâu ngoài đình có để bát giác mua rất nhiều pháo hoa, chắc vẫn còn, đem theo chúng luôn. Ban ngày ngắm pháo hoa, tạ cảnh hành nhìn nàng chầm chầm, người đầu óc có vấn đề không? Thẩm diệu hỏi lại, giữa ban ngày ngắm pháo hoa ngươi đã thấy chưa? Tạ cảnh hành nói, ai ngốc mới đi xem. Ta đã xem, Thẩm diệu đáp. Tạ cảnh hành nghi hoặc nhìn nàng. Ban đêm pháo hoa đẹp, ban ngày cũng không kém ngươi chưa từng xem, ta dẫn ngươi đi xem." Thẩm Diệu mỉm cười, định xuống giường. Nhưng mấy ngày nay nàng nằm trên giường, đi đứng khó khăn, vừa đứng dậy liền đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Tạ Cảnh Hành thấy thế, cười cười, ôm ngực xem kịch vui, "Muốn ta giúp ngươi không?" "Ngươi sẽ giúp sao?" Thẩm Diệu thấy hắn có vẻ không có ý tốt. Tạ Cảnh Hành nói, "Ngươi cầu ta, ta liền giúp." Hắn cúi người dường như muốn nghe rõ thẩm diệu nói. Thẩm diệu cảm thấy tạ cảnh hành tính cách thật khó đoán, rõ ràng cường thế bá đảo, nhưng trước mắt lại như thiếu niên thích trêu chọc người khác. Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt anh Tuấn của hắn, bỗng trong lòng có chút động, hôn nhẹ lên má tạ cảnh hành. Tạ cảnh hành sững sờ, thẩm diệu liền nhìn về phía đầu giường mang theo túi thơm. Thẩm diệu, tạ cảnh hành co mày nhìn nàng, người bệnh không nhẹ, để cao dương đến xem thêm hắn làm bộ nhấc chân muốn đi thẩm diệu hoảng hốt hét lên tạ cảnh hành hắn dừng chân quay đầu lại nhưng là với biểu cảm trêu chọc thẩm diệu biết mình bị lừa lòng hối hận thấy tạ cảnh hành cười lớn đột nhiên tiến tới ôm lấy nàng thẩm diệu theo bản năng ôm lấy cổ hắn tạ cảnh hành liền ôm nàng ra ngoài khiến hạ nhân trong phủ nhìn theo thầm diệu kiếp trước và kiếp này đều chưa từng thân mật cùng nam nhân trước mặt mọi người. Dù ở Định Vương phủ hay trong cung đều giữ cái giá của hoàng hậu. Ngay cả Mi phu nhân cũng không có trước mặt nhiều người bị Phó Tu Nghi ôm như vậy. Nếu thật sự như thế, chắc chắn Phó Tu Nghi và Mi phu nhân sẽ bị coi là hôn quân và họa thủy. Lẽ nào kiếp trước nàng là hoàng hậu đoan trang, đời này lại thành họa thủy? Tả cảnh hành đúng là rất giống hôn quân. Thẩm Diệu nghĩ lung tung, ánh mắt nhìn qua những hạ nhân che miệng cười trộm, trong lòng tức giận, nháo tạ cảnh hành một cái, nói, người làm gì, mau buông ta xuống. Sách, biết thẹn thu nga. Tạ cảnh hành nhíu mày, ngữ khí ác liệt khiến người ta muốn đánh hắn dừng lại. Hắn nói, vừa rồi còn không biết là ai giữa ban ngày muốn làm nhục ta trong sạch. Cả từ làm nhục trong sạch cũng đã dùng đến thẩm diệu thực sự chỉ có thể nỗ lực bình ổn tâm tình của mình đã thấy la đàm đi tới la đàm cũng không nghĩ tới lại gặp cảnh tượng như vậy dù nàng thường ngày tâm lớn vẫn là một cô nương nhất thời có chút không dễ chịu thẩm diệu yêu cầu tạ cảnh hành đặt nàng xuống la đàm có chút lúng túng không biết để mắt vào đâu thẩm diệu hỏi nàng mấy ngày nay có vất vả cho ngươi không khổ cực không khổ cực la đàm liên tục xua tay nhìn tạ cảnh hành một bên lại có chút sợ. Ngày đó nàng vì thầm diệu mà phát cáu với tạ cảnh hành, sau đó lại hối hận. Đối phương quyền cao chức trọng, vẫn là đại lương duệ thân vương, nếu vì chuyện đó mà giận chó đánh mèo thầm diệu, nàng sẽ mang tội lớn. Nhưng nhìn thầm diệu và tạ cảnh hành thân mật như vậy, xem ra không có cãi nhau, trong lòng không khỏi vui mừng. À, đúng rồi, La đàm đột nhiên nhớ ra điều gì từ trong tay áo lấy ra một vật đưa cho thẩm diệu đây là xích diệm đạo trưởng trước khi đi giao cho ta nhờ ta chuyển giao cho ngươi nói là để cho ngươi trước khi chia tay đó là một hộp gỗ nhỏ trên đó chạm trổ một con gà và một con rắn la đàm nói không biết tại sao lại vẽ gà và rắn thẩm diệu nói đây là rồng và phượng xích diệm đạo trưởng chạm trổ thực sự là không dám khen tặng nếu không có thẩm diệu hiểu rõ chỉ sợ thật sự không nhìn ra đây là rồng và phượng la đàm nghẹn lời thẩm rượu mở hộp gỗ ra bên trong có hai sợi dây đỏ la đàm nói đây chỉ là hai sợi dây đỏ có gì đặc biệt đâu còn tưởng là vật quý trọng còn không bằng đưa dược thảo đạo sĩ kia thật là keo kiệt rõ ràng có cả một sơn cốc dược liệu lại đưa cái này thẩm rượu nhìn chằm chằm dây đỏ ánh mắt hơi rung động Nàng Kiếp trước từng nhận được một sợi dây đỏ từ đạo sĩ, sợi dây đó đã theo nàng nhiều năm, sau này lại đến tay Tạ Cảnh Hành. Linh hồn nàng từng nghỉ lại trong dây đỏ, cũng là kết nối duyên phận kiếp trước giữa nàng và Tạ Cảnh Hành. Đột nhiên nàng cảm thấy sợi dây đỏ này cũng có chút thân thiết. Nàng đưa tay ra, quấn dây đỏ lên tay mình. La Đàm nhìn thấy, cả kinh nói, "Ngươi, tiểu biểu muội, ngươi định đeo cái này à?" thẩm diệu thỏa mãn nhìn dây đỏ trên tay mình rồi cầm lấy sợi còn lại nói với tạ cảnh hành đưa tay ra tạ cảnh hành nói ta không đeo đưa tay thẩm diệu lặp lại tạ cảnh hành không tin tưởng nhìn nàng ta là nam nhân đây là để bảo vệ bình an thẩm diệu thuận miệng bịa chuyện ngươi cùng ta đeo cái này nếu ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ biết ta gặp nguy hiểm ngươi cũng có thể cảm giác La Đàm đứng một bên, nhỏ giọng hỏi, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Thẩm Diệu không để ý thần kỳ hay không, nàng cảm thấy xích diệm đạo trưởng rất có bản lĩnh, đồ vật ông đưa đều rất quý giá, chính là thật sự như La Đàm nói, vậy chỉ là hai sợi dây đỏ bình thường. Nhưng với nàng, chúng có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. So với vàng bạc, dây đỏ này đáng giá hơn nhiều. Tạ cảnh hành nghe vậy, không cự tuyệt nữa, tuy vẫn đầy mắt ghét bỏ, nhưng vẫn để thẩm diệu đeo dây đỏ cho hắn, cuối cùng còn cẩn thận thắt một cái nút chắc chắn. La đàm nhìn thấy cảnh đó, không khỏi nhăn mặt, một đường đường nam tử hán, tào nhã quý khí duệ thân vương, lại đeo một sợi dây đỏ, thực sự không đẹp mắt chút nào. Nữ tử đeo thì thôi, quan trọng là dây đỏ nhìn không quý trọng, không hợp với quần áo của hắn. Thẩm diệu nói, xong rồi tạ cảnh hành nhanh chóng thu tay về, không chút biến sắc kéo tay áo che đi màu đỏ dễ thấy. La đàm nói, được rồi, đồ đã giao, xem các ngươi có việc, ta không quấy giày nữa, đi trước một bước. Rồi nhìn thầm diệu, kéo dài giọng, tiểu biểu muội tốt như vậy, ta liền yên tâm rồi. Nói xong liền chạy mất. Thầm diệu, tạ cảnh hành nói, đi, xem pháo hoa thôi. Duệ thân vương phủ hạ nhân. Tòng Dương nhỏ giọng hỏi thiết y, rõ ràng người bệnh là phu nhân, sao chủ tử như có tật gì đó. Giữa ban ngày, xem pháo hoa cái gì. Thiết y mặt không cảm xúc đưa cho hắn cây trổi, quét dọn đi. Vị ương cung, hiển đức hoàng hậu vừa vặn dựa vào giường đọc sách. Nàng nhàn nhã đọc, một bên nghe cung nữ nói chuyện, rồi bỏ sách xuống, trên mặt ngậm chút vui mừng, nói, không có chuyện gì là tốt rồi mấy ngày nay xảy ra nhiều việc, ta định đi thiêu hương cầu phúc. Thẩm diệu bị ám sát, tuy giấu được người ngoài nhưng không giấu được Vĩnh Lạc Đế và Hiền Đức Hoàng Hậu. Ngay cả Cao Dương cũng không có cách nào, Thái Y trong cung lại càng bó tay. Nói đến mấy ngày nay thật sự là kỳ, Duệ Thân Vương Phủ liên tiếp gặp chuyện, đầu tiên là tạ cảnh hành, rồi lại đến thẩm diệu. May mắn bây giờ thẩm diệu cũng đã tỉnh, khiến lòng người nhẹ nhõm hiền đức hoàng hậu bỏ sách xuống không còn tâm trạng đọc đứng dậy đi tới bên cửa sổ đêm qua mưa hôm nay lại là ngày đẹp trời không còn dấu vết của cuồng phong đêm qua chỉ có cây mận bên cửa sổ cành lá bị gió mưa rơi rụng nàng tự nói lũng nghiệp cũng không yên ổn gió nổi lên trong lâu trước cơn mưa duệ thân vương phủ như tường đồng vách sắt từ khi tạ cảnh hành trở về đại lương đã xảy ra hai lần chuyện vốn là tín hiệu có lẽ cảnh cáo, có lẽ phản kích. Vì Vĩnh Lạc đế đã bắt đầu đối với Lưu gia ra tay. Đào cô cô là hiền đức hoàng hậu bên người nữ quan, từ khi hiền đức hoàng hậu được lập làm hoàng hậu, liền luôn theo bên nàng, nhiều năm như vậy là tâm phúc trung thành nhất. Đào cô cô nói, hôm nay Tĩnh phi đi ngự thư phòng gặp bệ hạ, khi đi mắt đầy nước mắt, lúc trở ra cũng vô cùng không tốt. Cung nữ ở Tĩnh Hoa cung nói, sau khi trở về Tĩnh phi nương nương trách phạt vài hạ nhân, còn đập phá nhiều thứ, tâm tình cực kỳ không tốt. Hiền đức hoàng hậu khẽ mỉm cười. Lưu gia bị thiệt thòi, lại muốn thăm dò thái độ bệ hạ, tự nhiên sẽ từ tĩnh phi ra tay. Mấy ngày trước Lưu phu nhân không đến cung gặp tĩnh phi sao? Hoàng thượng tự hồ đối với tĩnh phi nương nương cũng không còn kiên nhẫn. Đào cô cô nói, tĩnh phi nương nương mấy ngày nay cũng thu lại rất nhiều nếu hoàng thượng thật sự đối với lưu gia ra tay, tĩnh phi này, ngài xem. Giao tất cả cho hoàng thượng tự mình quyết định. Hiền đức hoàng hậu lạnh nhạt nói. Là chân tâm hay giả ý cũng không quan trọng, ta nhìn không rõ ràng những thứ này. Lúc trước nếu tiến cung, những đạo lý này đều phải hiểu. Nàng nhìn về phía đảo cô cô đang lo lắng, lại nở nụ cười. Ngươi không cho rằng ta còn quan tâm những điều này chứ đào cô cô không nói nữa hiền đức hoàng hậu lại nhìn ra ngoài nói ta làm hoàng hậu không coi mình là nữ nhân đế vương thê tử không phải thê tử là người cùng gánh chịu thiên hạ phúc họa tương y đồng sinh cộng tử ta không e ngại chỉ là có chút tiếc nuối nàng nhìn xuống bụng mình ta không thể sinh ra con mình nếu không có tĩnh phi nương nương đào cô cô cắn răng nói trong giọng nói có phẫn hận và đau đớn. "Thôi, Hiền Đức hoàng hậu phất tay, cười cười, nhưng nụ cười có mấy phần thê lương. Có hay không có Tĩnh Phi đều như nhau, đứa bé này ta tóm lại không thể sinh. Người xem hậu cung, có ai sinh ra hài tử của hắn? Không có, cũng không thể có. Vì lẽ đó ta tiếc nuối, hậu cung nữ nhân đều cùng tiếc nuối, tiếc nuối của ta không phải là tiếc nuối. Ít nhất" ta còn có vị trí này không thể lay like động phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn